Câu chuyện về cặp song sinh thiên thần da trắng tóc vàng, tâm chị tâm em đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Thế nhưng ở đây biết rằng anh ruột cặp song sinh cũng có ngoại hình đáng yêu tương tự, hiện đang sống ở quê nhà với bà ở Sóc Trăng. Xuất hiện trên kênh Độc Lạ Bình Dương, cậu bé cho biết mình tên Long. Năm nay học lớp 6, giống như em gái của mình, Long cũng có làn da trắng, tóc lông mày, lông mi, màu bạch kim. Nếu nhìn qua có lẽ nhiều người sẽ nhầm tưởng Long là người nước ngoài. Bà của Long cho biết mái tóc của bé không thể nhuộm sang màu đen được. Gia đình đã từng thử nhiều lần, nhưng chỉ cần gội đầu là thuốc trôi hết. Đặc biệt vì thị lực của Long không tốt, ra ngoài sáng không nhìn rõ nên bé phải thường xuyên đeo kính râm. Bà bé nói thêm, tròng mắt của bé không đứng im như người bình thường mà liên tục đảo đi đảo lại nên tầm nhìn bị ảnh hưởng khá nhiều. Dù gặp khó khăn là vậy nhưng Long luôn cố gắng học tập và thường xuyên nằm trong top đầu của lớp, nhận giấy khen xuất sắc. Trong lớp con không nhìn thấy nét viết của thầy trên bảng nên con được mượn vở của bạn bên cạnh chép lại. Thường ngày cậu bé còn phụ bà việc nhà, những lúc rảnh rỗi lại vô tư nô đùa. Nhớ lại thời điểm Long mới chào đời, bà cậu bé cho biết gia đình vô cùng bất ngờ, bởi dòng họ hai bên đều không có ai có làn da trắng, mái tóc trắng đến vậy. Đến khi sinh hai bé gái cũng mang đặc điểm tương tự, mẹ bé gái dường như đã quen nên khi nghe bác sĩ thông báo thì không quá giật mình. Trước đó khi chia sẻ về những đứa con đáng yêu của mình, mẹ của ba bé từng bày tỏ trên kênh Độc Lạ Bình Dương, sau khi sinh bé trai đầu tiên, xác định mắc bệnh bạch tạng, vợ chồng chị đã đắn đo về việc có nên sinh tiếp hay không. Tuy nhiên, vì có nhiều người nói rằng khả năng bé sau cũng mắc bệnh là rất thấp, nên vợ chồng chị mới yên tâm. Đến khi cặp song sinh tâm chị tâm em chào đời, thì chị thực sự lo lắng, chị sợ tương lai các con sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đó, lúc nó mới lọt lòng ra ai cũng bất ngờ, cả bác sĩ trong bệnh viện cũng bất ngờ nữa, sau tìm hiểu thì mới biết đó là bệnh bạch tạng. Hai đứa sau này lo nhiều, mình thì không sao, nhưng mà nó bị vậy tội nghiệp nó, ảnh hưởng tới tương lai của nó. Nhiều người dòm ngó nhìn tới nhìn lui, không biết sao nó lại như vậy. Dù là song sinh nhưng hai chị em có tính cách khác biệt. Trong khi cô chị trầm tính, cô em có phần hoạt bát, năng động hơn. Hai chị em đi đâu cũng phải có nhau, gắn liền như hình với bóng. Được biết hiện tại cặp song sinh đang ở với bố mẹ trong một căn phòng trọ nhỏ tại Bình Dương. Hiện tại hai em gái của Long, Tâm Chị Tâm Em đã được kênh Độc Lạ Bình Dương lập cho kênh YouTube riêng với tên là Song Sinh Thiên Thần. Với bé Long đây cũng là cơ hội để bé thực hiện đam mê ca hát ấp ủ bấy lâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.